Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuối tháng 10, khi những loài cây chuyển màu, chút lá xuống, hồ Tuyền Lâm của Đà Lạt như một bức tranh sơn thủy giữa lòng thành phố ngàn hoa. Đến đây, du khách có thể tận hưởng không khí mát mẻ, tĩnh lặng, ngắm hoàng hôn và bình minh, hay là có thể ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Dự báo thời tiết ở Đà Lạt dịp này ít mưa, nắng nhiều, mưa có thể xuất hiện về chiều tối của ngày thứ tư và ngày thứ sáu, nhưng với lượng nhỏ và rất nhanh. Từ sáng đến chiều của cả hai ngày này và cả ngày thứ năm thì trời lại nắng đẹp với mức nhiệt dễ chịu 24-25 độ. Đây là lúc thích hợp cho những kế hoạch du lịch của quý vị. Với Nam Bộ, dự báo mưa xuất hiện về chiều thứ tư ở nhiều nơi, có những điểm xuất hiện với lượng mưa vừa, mưa to. Lượng có thể trên 70mm, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Nếu có kế hoạch khám phá rừng tràm Trà Sư ở An Giang, thì quý vị nên sắp xếp lịch trình trong khoảng từ sáng đến trưa của ngày thứ tư và hai ngày sau đó, bởi vì đây là khoảng thời gian mà nắng mây đan xen, tạnh ráo. Sau khoảng 2-3 giờ chiều của cả 3 ngày này, thì mây dông lại phát triển và gây mưa cho khu vực. Có lúc còn mưa to, khá bất lợi khi mà di chuyển ngoài trời. Ở miền Bắc, dự báo đang trong những ngày nắng hanh, thứ tư nắng xuất hiện ở trên toàn miền. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các nơi khác của miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Mộc Châu là nơi dừng chân lý tưởng trong dịp này. Thời tiết lại rất đẹp khi mà cả 3 ngày hầu như đều không xuất hiện mưa. Nắng thu nhẹ và không hề nóng với mức nhiệt là 24-25 độ. Dịp này đến Mộc Châu, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng và chụp ảnh đẹp với hoa mận nở trái mùa ở thung lũng mận Nà Ca. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.